Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 12 ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Một phần diễn biến được người dân ghi lại. Thời điểm này, người dân ở hai bờ sông Cái Đôi Vàm, gần khu vực công trình xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm bất ngờ phát hiện tiếng bê tông gãy đổ. Lúc này, khối bê tông, trụ cầu từ từ sụt lún rồi một nhịp cầu dựa chắn ngang bất ngờ rơi đổ sập xuống sông. Chứng kiến sự việc, người dân không ngừng la hét, bàng hoàng. Được biết, công trình cầu bắc qua sông Cái Đôi Vàm là công trình giao thông cấp 3. Cầu có nguồn ngân sách đầu tư là 54,4 tỷ đồng. Thông tin trên báo Tiền Phong, cây cầu đã được xây dựng cơ bản hoàn thành, đang tiến hành lắp lan can thì xảy ra sự cố trên. Hiện đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn thương mại vận chuyển xây dựng Sử Thành Phú đang tiến hành đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân và khắc phục sự cố.